Ngày nay chúng ta tại vì sao bệnh nhiều đến như vậy? Tâm lý không khỏe mạnh, đồ ăn thì không được sạch sẽ, nghi thần, nghi quỷ. Cái thứ này trong đó e rằng không được sạch sẽ, ăn rồi sẽ bị bệnh. Ý niệm của họ vừa nghĩ đến bệnh, chỗ này đau, chỗ kia đau, quả nhiên liền đến. Bệnh từ do đâu mà ra? Do nghĩ mà ra, dòng tưởng mà có. Người tâm lý khỏe mạnh, ăn no rồi một niệm không khởi, cũng không biết đã ăn những thứ gì, Cho nên thân thể của họ dĩ nhiên là khỏe mạnh. Lìa khỏi vọng tưởng phân biệt chấp trước, họ làm sao mà không khỏe mạnh chứ? Không có chọn lựa. Không có một ý niệm gì chính mình. Thân thể, thân thể này là vì chúng sanh phục vụ. Là một công cụ vì chúng sanh phục vụ mà thôi không liên quan gì với chính ta Chính mình lợi dụng cái công cụ này Vì tất cả chúng sanh phục vụ mà thôi Bạn nói xem họ tự tại an vui dường nào Cho nên Người học Phật chúng ta Không luận đại gia xuất gia Không luận giàu sang bần tiện Nếu như thật có đạo tâm mà nói phải nên trải qua một mức đời sống rất bình thường. Quyết công xa xỉ, quyết công cầu hào hoa, quyết công mong cầu nâng cao phẩm chất đời sống của chính mình. Không mong cầu, nếu bạn muốn trải qua đời sống tốt, Phật cũng sẽ không phản đối. Tại vì sao sẽ không phản đối Bởi vì Phật không có ý niệm Nếu như Phật phản đối bạn Thì Phật có phân biệt có chấp trước rồi Cho nên Phật khuyên người Phật không biện cưỡng một người nào Tất cả mọi thứ Bạn chính mình xem thấy mà làm Cho nên tâm của Phật Mới mãi mãi thanh tịnh nếu phật rơi vào phân biệt chấp trước sẽ còn phiền não hơn so với chúng ta chẳng phải ngài đã quan tâm đến quá nhiều việc rồi ngài chỉ có khuyến cáo quyết không miễn cưỡng bất cứ người nào cho nên ngài mới có thể được tâm tự tại việc này chúng ta phải nên học tập trên đời sống vật chất được tự tại chúng ta có dư thì phải nên giúp người khác phước đức của bạn liền lớn công đức cũng lớn phước đức tu phước mà không chấp tướng phước đức liền biến thành công đức tu phước chấp tướng đó là phước đức không phải công đức chấp tướng là chấp tướng gì chấp ngã tướng ta có thể tu ta đã làm rất nhiều việc tốt vì bạn tu là phước đức không phải là công đức vô ngã tướng tất cả phước đức bạn đã tu đều biến thành công đức công đức có thể thoát sanh tử có thể chứng bồ đề Phước đức thì không thể Các biệt ở chỗ này rất là Di tế Chính mình nhất định phải rõ ràng Nhất định phải tường tận Bạn bố Thí tài tài dụng Cả một đời của bạn Quyết định không hề thiếu kém Bạn bố thí cúng dường ăn uống thì bạn sẽ không thiếu ăn uống Bạn bố thí quần áo Thì cả đời của bạn sẽ không thiếu hụt quần áo Thông thường chúng ta nói cả đời Trong Phật Pháp gọi là Nhiều đời, nhiều kiếp Bạn sẽ không hề thiếu kém Phạm hệ có thiếu kém Đều là không chịu bố thí Không chịu trồng nhân Thì làm gì có được quả báo Cái thứ tư gọi là Nghiệp tự tại Nghiệp là tạo tác Người thế gian chúng ta gọi là Sự nghiệp Ngay khi tạo tác thì gọi là sự bạn đã làm những việc gì sự việc làm xong rồi kết quả về sau thì gọi là nghiệp nghiệp rất phức tạp phật đem nó quy nạp thành ba loại thiện nghiệp ác nghiệp vô ký nghiệp vô ký chính là không thiện không ác thiện nghiệp thì có thiện quả ác nghiệp có ác báo du ký là đọa ở ngay trong du minh đó là tạo nghiệp tạo tác của phật bồ tát Chúng ta tùy thuận theo cách nói của người thế gian. Phật Bồ Tát cũng tạo tác. Tạo tác cũng có kết quả. Cách nói thế nào vậy? Gọi đó là tình nghiệp. Tình là thanh tịnh. Quả báo của tình nghiệp ở trong sáu cõi thì không có. Sáu cõi có ba đường thiện, ba đường ác. Không có quả báo của tình nghiệp Cho nên quả báo của tình nghiệp Ở thế giới tây phương cực lạc Không ở sáu cõi luân hồi Vì thì chúng ta muốn tạo tác Thì nhất định phải tạo tác tình nghiệp Đem ngay trong cuộc sống thường ngày của chúng ta Bao gồm tất cả thiện nghiệp, ác nghiệp, vô ký nghiệp Thấy đều chuyển biến thành tình nghiệp nếu bạn có trí tuệ nếu bạn có phương tiện khéo léo sẽ biết chuyển bản lĩnh của bồ tát trên kinh là nghiêm nói nếu có thể chuyển được cảnh giới thì đồng với như lai cũng có thể nói bồ tát cùng phạm phu không hề giống nhau bồ tát biết chuyển chúng sanh không biết chuyển người có trí tuệ có phương tiện họ sẽ biết chuyển, thảy đều chuyển thành tình nghiệp. Cách nói này của tôi mọi người nghe ra dễ hiểu.